Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay Nami vừa tung ra một cái tính mới và một vị tướng mới này mà. Thì nhìn cái tính này quá là đơn giản luôn, mình có thể đoán được ngay. Đây là vị tướng tao đẹp, tao hài hước, tao thông minh.